Tình cờ thấy tiệc cưới khi đang tìm đồ ăn, hai nữ du khách có hành động không ngờ. Câu chuyện khiến nhiều người hài hước cho biết bản thân muốn đi du lịch ngay lập tức. Câu chuyện đang rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây xoay quanh việc ăn cưới người lạ của hai cô gái đang trong hành trình du lịch. Cụ thể, cô gái tên Hong đến từ Hồ Nam, sống ở Thâm Quyến, đang có chuyến du lịch cùng em gái tại Liễu Châu, Quảng Tây. Trong lúc dạo phố chưa biết nên ăn gì thì hai chị em tình cờ nhìn thấy một đám cưới đang tổ chức tại khách sạn bên đường. Hình ảnh khiến cô nhớ đến việc anh trai vừa kết hôn vào 2 ngày trước và tình cờ cô vẫn còn một phong bì đỏ trong người. Hong muốn vào tham gia cùng nhưng khá lưỡng lự. Cặp đôi mới cưới đã chứng kiến hình ảnh trên và quyết định mời hai người khách lạ mặt chung vui. Tôi thấy các bạn ở bên đường do dự không biết có nên vào hay không, và sau đó chú rể và cô dâu đã thuyết phục họ bước vào sự kiện. Trước khi quyết định tham dự buổi lễ, Hong đã bỏ phong bì trị giá 200 nhân dân tệ, khoảng hơn 600.000 Việt Nam đồng để làm quà mừng cưới cô dâu chú rể. Khi vào dự tiệc, Hong chia sẻ mọi người ở đó đón tiếp hai vị khách lạ rất nhiệt tình. Họ mời hai cô gái chụp ảnh nhóm, tìm đồ ăn nhẹ, nâng ly chúc mừng và giới thiệu các món ngon địa phương như lòng đỏ trứng muối trong bún thịt và kiểu mạch khoai môn. Sau tiệc cưới, cô gái còn được mời đi hát karaoke. Cô dâu và vị khách lạ cuối cùng còn trở thành bạn của nhau, cả hai đã có một buổi hẹn ăn tối vào ngày hôm sau. Sự việc hy hữu trên khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận, đó thực sự là một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống địa phương. Chính Hong cũng chia sẻ rằng cô thực sự cảm nhận được hương vị của các món ăn địa phương thông qua bữa tiệc. Lòng đỏ trứng muối trong bún thịt và thịt lợn với khoai môn đặc biệt ngon. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng không hài lòng với hành động của cô gái, đặc biệt là với việc bỏ phong bì. Nếu thế này thì có hơi thất lễ và 200 tệ là quá ít. Đáp lại những ý kiến chê trách, Hong thừa nhận mình đã không suy nghĩ nhiều vào thời điểm đó. Sau đó, tôi nhận ra rằng một số người có thể nghĩ rằng nó quá ít. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ trải qua điều này một lần và tôi sẽ không lặp lại trong tương lai, Hong giải thích.